Tập 1, công tác độc tài. Trong trận bóng chảy sôi động, đội bóng của Nobita bị đội bạn áp đảo hoàn toàn, dẫn đến thất bại thật thảm hại. Đội trưởng trai En mặt giữ tợn quát mắng cả đội xối xả, đặc biệt là Nobita, chỉ vì vụng về mà dâng 15 trên 18 điểm cho đội bạn và thêm 5 điểm đáng ra được ăn nữa. Vì thế, trai En phạt cậu chạy 20 vòng quanh sân cho hả giận. Nobita quẩy oải xin tha, chẳng do dự, trai En bụng bự vác gậy lên đuổi đánh, làm cậu bỏ chạy té khói, thật là tội nghiệp cho nobita hậu đậu mà lần nào cũng vậy hễ bị ăn hiếp là cậu lại chạy về khóc lóc than vãn với mèo ú dojemon từ tốn khuyên nhủ nói sẽ cùng luyện tập bóng chày đảm bảo sẽ đánh hay hơn cho mà xem nobita gạt phăng cho rằng vấn đề nằm ở chỗ trai en nếu cậu ta biến mất trên cõi đời thì mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nghe những lời than thở như vậy dojemon liền lấy ra bảo bối công tác độc tài mèo máy kể rằng đây là một loại vũ khí bí mật của một tên độc tài trong tương lai dùng để khiến những kẻ phản bội hoặc những kẻ muốn tiêu diệt hắn biến mất. Biến mất không để lại dấu vết như chưa từng tồn tại trên cõi đời vậy. Vừa hay có con bọ bay ngang, mèo u bấm nút công tắt, tức thì con bọ biến mất dạng, không để lại chút dấu vết. Với bảo bối này, Nobita sẽ làm cho những ai làm mình khó chịu biến mất, và cậu sẽ là người có cuộc sống hạnh phúc nhất trên thế giới này. Cầm bảo bối trên tay, cậu phân vân không biết có nên dùng hay không. Vừa bước đi vô định, vừa thẩn thờ suy nghĩ thì đột nhiên, nghe tiếng quát của trai en sau lưng, mặt bặm trợn, hung hăng tiến lại gần, quyết lần này nhất định sẽ bắt cậu chạy 10 vòng quanh sân. Hoảng sợ, Nobita vừa chạy vừa cầu xin, trai en mặc kệ, tức tốc đuổi theo sát gót, quyết không để cậu chạy thoát. Thật đen đủi, Nobita bị dồn tới cuối đường. Nguy hiểm cận kề, cậu hô lớn trai en hãy biến mất và kịp bấm nút công tắc. Thoáng cái, nơi trai en đứng chỉ còn lại gậy bóng chảy lăn long lóc, cậu ta đã hoàn toàn biến mất không để lại chút dấu vết, cảm thấy có lỗi khi vừa làm một điều khủng khiếp. Nobita thu mình ngồi một góc thẩn thờ. Vừa hay bạn gái Suka đi ngang qua, Nobita kể lại sự việc, Suka nghe xong không biết trai en là ai, mặc cho cậu giải thích. Chợt thấy thầy giáo đang đi về, cả hai chạy đến hỏi thầy. Thầy cũng ngơ ngác không biết trai en là ai, quả quyết trong lớp không có bạn nào tên như vậy. Muốn điều tra cho ra lẽ, hai bạn lại chạy đi đến nhà trai en hỏi mẹ, mẹ cậu ấy cũng ngẩn ngơ nói không biết trai en là ai, nhà chỉ có một đứa con gái duy nhất mà thôi. Tiếp đến, hỏi thêm những bạn khác. Tất cả đều chung câu trả lời là không biết trai en là ai. Quả thật trai en đã hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại vậy. Thấy Nobita có vẻ mệt mỏi, Suka liền bảo cậu nên tắm nước nóng thư giãn, rồi sau đó đi ngủ, đồng thời đưa lọ xà phòng thơm để giúp cậu thư giãn hơn. Vừa đi vừa suy nghĩ miên man, Nobita đụng ngay Seiko mỏ nhọn, hắn liền quát mắng, đổ lỗi trận bóng vừa thua là do cậu mà ra. Đúng là không có trai en thì cô lên làm đội trưởng, cũng hung dữ và bắt nạt cậu như trước đây. Mặt bạm trợn, đuổi đánh, bắt Nobita chạy 20 vòng quanh sân. Hoảng sợ, Nobita chỉ kịp hét lên rồi bấm nút, thế là Seiko cũng biến mất tức thì. Cảm thấy mình vô tâm, dù sao cả hai tên kia cũng là bạn thân lâu nay, cậu quyết định không dùng đến công tắc lần nào nữa. Vừa trở về nhà, Nobita cầu xin mèo máy cho hai tên kia trở lại, nhưng Dogemon bảo là không thể, và khuyên Nobita hãy quên họ đi. Đang nằm suy nghĩ miên man, cậu trách móc mọi người, không ai để cho mình yên suốt ngày toàn bị quát mắng, xong còn bị bắt nạt ăn hiếp nữa chứ. Nhớ đến những lúc tổn thương mà bạn bè và người thân gây ra, Nobita bỗng hét toáng lên, tất cả hãy biến hết đi, xui xẻo vừa y công tắc vô tình bị bàn tay chạm phải. Bỗng nhiên, mọi vật xung quanh trở nên yên ắng đến lạ kỳ, Nobita hốt hoảng chạy đi tìm mọi người. Nhưng không, sau một hồi tìm kiếm vất vả, vẫn không thấy bóng dáng một người nào cả. Chính thức thế giới đã bị Nobita xóa sổ. Bình tĩnh lại, cậu kiên định cho rằng chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi, là đàn ông thì không được khóc. Nghĩ đến cảnh không còn ai bắt nạt mình nữa, rồi làm những việc mình thích, trở thành bá chủ của thế giới, cậu cảm thấy vui vẻ và hào hứng lên dần. Đầu tiên cậu tiến vào siêu thị thỏa thích lấy ra rất nhiều đồ ăn đắt đỏ, nhiều đồ chơi xịn sò mang về nhà. Chén một bữa thật no say với nhiều món ngon bổ dưỡng, xong lấy ra xe điều khiển từ xa hiện đại, thỏa mãn đam mê tốc độ, hóa ra làm những nhiều mình thích thì thật là thích. Ha ha. Sau một hồi ăn chơi vui vẻ, cậu bắt đầu cảm thấy trống trải khi thiếu vắng Dogemon. Chán chê, cậu mở TV lên xem nhưng không có chương trình nào cả. Lúc này cậu ấy bắt đầu cảm thấy buồn chán, Nobita đang nằm suy nghĩ miên man, thì bất chợt nhớ đến khu vui chơi trong thành phố. Cậu liền dùng trong chóng che bay đến đó, tự do khởi động cả khu lên. Sau đó, chơi tất cả những trò chơi mà không cần mua vé và xếp hàng. Mọi thứ bây giờ đều là của cậu. Sau một hồi vui vẻ với đủ loại trò chơi, thấy buồn chán cậu bắt đầu cảm nhận được sự cô đơn vây quanh. Cảm giác ở một mình thật là lạc lõng. Ngồi suy tư trong góc, cậu bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những sự việc đã xảy ra, cảm thấy mệt mỏi, chợt nhớ đến lọ xà phòng mà Suka tặng. Nobita ngâm mình trong bồn tắm, lấy lọ xà phòng ra dùng, mùi thơm lan tỏa, cảm giác thật dễ chịu, bất chợt những dòng nước mắt lan dài trên mí mắt, cố kìm nén nhưng cậu cũng đành bật khóc, cố cho rằng đây chỉ là ảo giác, ngày mai sẽ gặp lại Suka và mọi người. Ngồi một mình trên nóc nhà, cậu hét lên cần một người bạn để trò chuyện cho dù là trai em cũng được cảm giác lúc này thật cô đơn chợt vang lên tiếng nói của dojemon mèo máy nói rằng nếu cậu làm mọi người biến mất thì sẽ chỉ còn lại một mình thôi khi đó sẽ rất cô đơn và buồn chán lúc này nobita mới nhận ra mình đã sai cảm thấy rất hối hận bất chợt quay lại thấy dojemon đang đứng bên cửa sổ cậu ôm chầm lấy và khóc nức nở xin lỗi vì đã làm mèo máy và mọi người biến mất lúc này mèo ú mới cho nobita biết là tại sao kẻ độc tài lại không tốt hiểu được vấn đề, Nobita cầu xin Dogemon mau làm cho mọi người trở lại như cũ. Gật đầu, mèo ú liền bấm nút, những ngôi nhà trong khu phố bắt đầu sáng đèn, sự sống xung quanh bắt đầu quay trở lại. Bất chợt nghe tiếng mẹ quát sau lưng, Nobita tươi cười thỏa mãn. Sáng hôm sau Nobita đang cùng tập bóng chày hăng say với Dogemon, ngoài bãi đất trống, cậu vui vẻ luyện tập, khác với mọi ngày. Vừa hay trai En và Seiko đi ngang qua, thấy hôm nay Nobita siêng năng tập bóng thì hết sức ngạc nhiên cả hai đứng đơ người không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Nobita cười tươi khoái chí vì có những người bạn tuy khó chịu, nhưng cũng thật vui nhộn. Ahihi.